Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang bên âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến mọi người đập hộp một chiếc đầu giải mã đến từ thương hiệu Fio, một chiếc đầu giải mã vô cùng mới, một chiếc đầu giải mã cao cấp có chứng nhận Hi-Res Audio của Nhật Bản, giải mã lên 32 bit, chuyên hỗ trợ nghe nhạc DSD mà giá thành chỉ hơn 3 triệu đồng một chút anh em nhé. Thì chiếc đầu giải mã này có cái điểm gì đặc biệt thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đập hộp đến anh em. Và quan trọng nữa là ngoài những chiếc đầu giải mã của Fio ra, nếu anh em muốn sở hữu ngay những chiếc đầu giải mã cao cấp của Topping, cụ thể là con Topping D5S thì hiện tại giá vẫn là tốt nhất thị trường anh em nhé. Thì tôi đã có một cái video để làm một con Topping D5S rồi, nghĩa là về khuân phúc khoảng 5 triệu đồng, thì đây là chiếc đầu giải mã tốt nhất, đáng mua nhất, âm thanh gọi là xuất sắc nhất mà anh em có thể sở hữu được anh em nhé, với phân khúc giá khoảng 5 triệu đồng đấy. Còn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là con Fio. Fio một cái hãng thương hiệu rất là nổi tiếng, chuyên sản xuất những chiếc đầu giải mã, con này thì cũng đã có mặt thị trường khá lâu rồi. Thì con này là mã của nó là BTA 30 Pro anh em nhé, đây là bản Pro anh em lưu ý cho. Đấy. Về cái hình thức bên ngoài thì đây, tôi sẽ xé cái sim ra cho anh em xem rõ hơn, nó bị phẳng. Đây, hình thức bên ngoài thì vỏ hộp màu đen, bên ngoài làm cái hình là logo kiểu gọi là phản quang đấy, rất là nhiều màu sắc rất là bắt mắt, hình con giải mã luôn đây. Và đặc biệt là nó có chứng nhận này, Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Chứng nhận Hi-Res Audio này là một chứng nhận của Nhật Bản và chỉ được khi mà rất là cao cấp, và chỉ được là cái hội này họ công nhận thì những chiếc đầu giải mã được gắn lên anh em nhé, rất là có tiếng đấy. Và anh em biết là thường chỉ trên những con đầu giải mã cao cấp mới có cái chứng nhận này thôi. Đó, đây mở hộp này, đây mở hộp thì rất là đơn giản thôi. Đấy, con này đây có những cái chế độ này, những chip của Qualcomm này, aptX này, Bluetooth này, hỗ trợ LDAC anh em nha, con này hỗ trợ nghe nhạc LDAC, nghe nhạc chất lượng cao qua Bluetooth. Đó, rất nhiều những cái khác. Tôi sẽ để vào cái hộp bên đây. Và bên trong nó gồm một cái hộp và phụ kiện đi kèm anh em nhé. Đây là một hộp phụ kiện nó đi kèm này, sẽ bóc ra cho anh em xem phụ kiện đi kèm gồm những cái gì nhá. Một là củ nguồn anh em nhé, một củ nguồn cũng là dây USB của con giải mã này luôn. Đấy. Thứ hai là hãng tặng kèm một sợi dây AV, anh em nhìn sợi dây AV là anh em biết luôn rồi, gọi là nghe có tiếng cũng được anh em nhé, chứ cũng không gọi là hay hay là gì đâu. Một cái chân đế dự phòng, chẳng may là chân đế của con này nó bị bong thì anh em có thể dự phòng dán lại. Rồi cần gì nữa không? Rồi hết rồi. Một cái tờ giấy giới thiệu về cái hãng Fio này bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, con này cũng là bản là xuất Nhật anh em nhé, cho nên là có cả tiếng Anh và tiếng Nhật và tiếng Trung nữa, gần như là ba thứ tiếng. Đây là một quyển hướng dẫn sử dụng này, rất tần tật những cái thông số của con này này, rất là nhiều chức năng hướng dẫn sử dụng, rất là dài anh em nhé. Và đây cuối cùng nhân vật của chúng ta, nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay, chiếc đầu giải mã Fio đây. Con này là bản Pro anh em nhé, bản Pro chứng nhận của Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless dành cho Bluetooth và Hi-Res Audio. Về phần đằng trước thiết kế thì rất là đẹp rồi, vô cùng nhỏ gọn. Đây là một chiếc đầu giải mã, nhắc lại cho anh em biết, đây là một chiếc đầu giải mã kỹ thuật số anh em nhé, giải mã 32 bit 768 kHz, hỗ trợ nghe nhạc DSP 256 và rất nhiều những chế độ chơi khác vừa. Và đây cũng có thể là một cái bộ thu và phát Bluetooth cho những thiết bị khác được anh em nhé, một điểm rất là hay. Đấy. Con này thì thiết kế thì không có gì để chê rồi. Con này nguồn vào của nó thì là dây này anh em nhé, dây này thì vừa là nguồn vào này cũng vừa có thể là dây xuất ra cổng âm thanh của USB được. Đấy. Và khi mua kèm thiết bị này nó sẽ không có củ nguồn anh em nhé, củ nguồn anh em lấy trực tiếp nguồn nguồn điện từ TV này, hoặc là bên tôi sẽ tặng cho anh em một chiếc củ nguồn như thế này để anh em cắm điện trực tiếp 220V anh em nhé. Đấy, sẽ hỗ trợ tặng anh em kèm một củ nguồn như thế này. Đấy, rất nhiều những cái chế độ bật này, chế độ này, đây anh em thấy này. Ở đây là có ba cái chế độ anh em thấy không? Có nút gạt là 1, 2 và 3. BTRX, BTTX và DAC. Anh em khi mà anh em muốn nghe cổng quang thì mình sẽ gạt sang chế độ DAC, còn muốn nghe thu và phát đây. Thu Bluetooth này và phát Bluetooth. Đấy. Còn đây là cái núm nguồn. Đằng sau nó là cái điều đặc biệt anh em nhé. Đằng sau nó này gồm có đường out là đường AV, đường ra là đường quang, ra là coaxial. Đấy, ra bằng Bluetooth hoặc ra là USB.
rất nhiều đường dài anh em nhé. Vừa là tôi, tại sao tôi gọi con này là bộ thu và phát Bluetooth, khi nó vừa có thể nhận Bluetooth ở đây và vừa có thể phát Bluetooth cho thiết bị khác. Đấy, và cổng quang của nó thiết kế rất hay anh em nhé, cổng quang in này, đây cổng quang out này, nghĩa là nó có thể ra cổng quang, nghĩa là một con này có thể chia ra một cái thiết bị quang độc lập khác đều được anh em nhé. Và cổng quang này thiết kế rất là hay, nó có một cái chụp ở đây. Đấy, em thấy không, có một cái chụp, tôi rất thích cái thiết kế này. Nó không phải là một cái cửa sổ khi mà anh em cắm vào nó thụt vào nữa, mà nó có hẳn một cái này. Nhưng một cái nhược điểm của nó là cũng có thể là rất là dễ mất anh em nhé. Đấy. Đây cổng quang vào đây, cổng quang vào. Đấy. Đó. Và đường Oxio vừa là đường đó sẽ giúp anh em chơi nhạc. Kỹ thuật số qua đây rất là tuyệt vời. Và cái con này tuy nó nhỏ gọn thế này thôi, nhưng mà nó cho một cái chất âm cực kỳ vượt trội, sạch sẽ, trong trẻo và cực kỳ chi tiết anh em nhé. Anh em nghe nhạc của con này, tôi đã test một vài bài những nhạc chất lượng cao rồi và cảm thấy là nó quá xứng đáng so với tầm tiền của nó anh em nhé. Hỗ trợ nghe nhạc lên đến 32 bit và tần số lên mẫu là 768 kHz, hỗ trợ nghe nhạc DSD 256, không thể tuyệt vời hơn được. Đấy, volume chỉnh to nhỏ này. Còn mai tôi sẽ làm cái video sẽ test tất cả những cái cọc chức năng của con này cũng như là kết nối nó với âm ly để cho anh em xem thử anh em nhé. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu qua về con này thôi. Đấy, và khi anh em mua chiếc đầu giải mã này, anh em sẽ được tặng kèm một chiếc dây quang 7 mm của Audio Quest dài 2 m anh em nhé. Giá thời bán lẻ hiện tại là 280.000 đồng, một cái khuyến mại hấp dẫn chưa từng có anh em nhé. Và một điểm nữa là nếu anh em nào thích sử dụng chiếc đầu giải mã nhỏ gọn kỹ thuật số như thế này thì đây là lựa chọn rất tuyệt vời cho anh em. Còn nó sẽ là nhược điểm cho những anh em nào thích sở hữu những cái chiếc đầu giải mã bái như đầu giải mã to gấu để trưng bày thì đây sẽ là không phải là một lựa chọn cho anh em nhé. Đấy, những anh em nào hiện đại một chút, thiết kế hiện đại này, ưa thích cái sự nhỏ gọn tinh tế, nghe nhạc chuyên nghiệp độc lập thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời cho anh em. Và cuối cùng là mức giá tôi sẽ báo với anh em cho chiếc đầu giải mã Fio BTA 30 Pro này, mức giá sẽ là 3.200.000 đồng anh em nhé. Chỉ hơn 3 triệu đồng là 3.200.000 đồng là anh em có thể sở hữu một chiếc đầu giải mã kỹ thuật số độc lập cao cấp, giải mã 32 bit, tần số lấy mẫu 768, cũng như là hỗ trợ nghe nhạc DSD 256 rất là tuyệt vời, thu phát Bluetooth, rất nhiều những cái chế độ, và đặc biệt là nó có cái chứng nhận này, hai test audio và hai test audio wireless. Anh em biết rồi, những cái chứng nhận này khi mà mua những chiếc đầu giải mã từ khoảng 4-5 triệu trở lên thì may ra mới có anh em nhé. Đấy, thì anh em nào yêu thích chiếc đầu giải mã này hay muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0931655426, nhắn tin gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo. Tôi sẽ giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra và thanh toán, cũng như là tôi sẽ bảo hành 1 năm cho anh em lỗi đổi mới nếu gặp bất cứ một cái vấn đề gì về chiếc sản phẩm này anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video này hay đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.